Gen không những hôm nay Gen đào tạo cho anh chị em mà cũng muốn là đem lại một cái truyền cảm hứng và một cái động lực thật lớn để cho anh chị em có cái sự quyết tâm và cùng nhau đi nắm tay đi đến cánh cửa về tự do tài chính. Gen muốn ngồi nghĩ một điều là gì, Gen làm từ sáng đến chiều thì Gen cảm thấy là một ngày là lẽ mình cứ suốt cuộc đời mình đi làm riết gì hay sao. Có tiền thì có tiền đó, nhưng mà cuộc đời của mình giết rồi, giết chết cuộc đời mình phải thay đổi tư duy. Nếu không mình thay đổi tư duy đó, thì cuộc đời của mình thì sẽ giống như những người bình thường. Mình phải làm khác với những người bình thường thì mình mới có thể là có cuộc sống khác họ hơn. Thì chính vì thế mà Gen bắt đầu đầu tư và nghiên cứu đầu tư, và Gen đầu tư rất là nhiều. Gen cũng có những cái thành quả nhất định, thành quả nhất định trong cái cuộc đời mà Gen trong cái những gì mà Gen đầu tư. Thì mãi đến 2019 tháng 4 vừa năm rồi thì Gen bắt gặp được một cái cơ hội, đó là về về tập đoàn Niu. Thì khi mà Gen nhìn ra được cơ hội này, bởi vì cái tư duy mở đã đón nhận liền ngay tức khắc. Và hôm nay Gen cũng muốn chia sẻ đến anh chị em, đây là một cơ hội lớn và anh chị em hãy nắm bắt kịp thời để có gì đó bám víu trong cuộc đời của mình. Trong trong thời gian mà Gen đi làm thì khi mà Gen biết đến cơ hội này thì chúng ta có nếu mà khi mà chúng ta đầu đầu tư hoặc là chúng ta tham gia vào một cái chương trình học, một cái dự án nào đó, nếu như mà cái dự một cái công ty tập đoàn đó nó có một sứ mệnh á, một sứ mệnh giống như Facebook có một sứ mệnh là muốn kết nối tất cả cộng đồng lại, nó đem lợi ích lợi cho cộng đồng, những cái gì mà đem lợi ích cho cộng đồng á thì rất là đó nó sẽ phát triển bền vững và lâu dài. Mà chỉ mà công ty mà chỉ nghĩ về về ông chủ, chỉ nghĩ về họ thôi và tất cả là nghĩ về họ thì khó mà phát triển lâu dài và bền vững, và nó dễ bị phá vỡ. Đó mà chính vì thế mà tại sao mà Gen rất là tâm huyết về về tập đoàn Niu này. Sứ mệnh của Niu là gì? Đó là cải tiến nền kinh tế thế giới. Cải tiến nền kinh tế thế giới là sẽ phân phối của cải của cả thế giới mà an toàn bảo mật, giúp cho những người khác, giúp cho nhiều nhiều người khác nữa có cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc và hiện thực quá ước mơ. Đó là lý do mà Gen rất là đam mê, khi mà nhiệt huyết khi mà tham gia vào tập đoàn Niu. Xin bộ phận kỹ thuật đổi like dùm cho Gen ạ. Thì trong cái sứ mệnh của tập đoàn Niu thì khi mà có những cái kế hoạch và sứ mệnh và kế hoạch nó đã được sắp đặt ra đến đến 20 năm 30 năm về sau, chứ không phải là chỉ là công ty một cái tập đoàn chỉ là chỉ có vài năm mà rồi xong thì thôi. Còn cái sứ mệnh của tập đoàn Niu, của tập đoàn Niu mà ông Andre đã đưa ra là tới vài chục năm về sau, mục tiêu là đạt ít nhất là 15% dân số, là ít nhất là 1 tỷ, hơn 1 tỷ người, theo số liệu thống kê 2019, để biết được đến tập đoàn Niu về giáo dục. Tại vì kiến thức giáo dục nó rất là quan trọng về vấn đề đầu tư. Nếu chúng ta không có một kiến thức về đầu tư, giống như là chúng ta đầu tư mà chúng ta không có kiến thức á, thì như là đánh bạc. Mà nếu mà đánh bạc mà có kiến thức gọi là đầu tư, nên rất là quan trọng. Ví dụ như chúng ta chạy xe, học lái xe mà chúng ta chưa có bằng, không có hiểu luật, thì chúng ta có dám chạy không? Có thể là chúng ta sẽ gặp nhiều cái gọi là té ngã. Đó là lý do tại sao mà tập đoàn Niu đã đưa đến mà về giáo dục, về kiến thức giáo dục về đầu tư tài chính rất là quan trọng. Thì về tập đoàn Niu thì đầu tư thông qua mạng lưới cộng đồng, đó là gọi là MLCI, là đầu tư qua mạng lưới cộng đồng. Nó kết nối cộng đồng với nhau, và đó là một tàu sức mạnh rất là lớn để giúp cho tập đoàn phát triển càng ngày càng mạnh hơn. Mà không những thế, sẽ giúp cho mọi người đều có cơ hội được thay đổi cuộc sống. Cho hiện tại này thì anh chị em cũng biết được rồi là chúng ta có ba dạng kinh doanh hiện tại trong lĩnh vực. Thứ nhất là về kinh doanh truyền thống. Kinh doanh truyền thống thì lúc mà Gen còn ở Việt Nam thì Gen cũng nhà rất là nghèo, nhưng mà cũng có cái tiệm bán tạp hóa nhỏ để bán. Thì kinh doanh truyền thống nó thật sự rất là vất vả.
Mình làm suốt là từ từ sáng, từ 7 giờ sáng mà 5 6 giờ sáng là phải thức dậy làm tới tới tối, mà thật sự ra cái đồng lương nó không có đủ, có nghĩa là buôn bán chỉ đủ mà ăn qua ngày chứ không có dư. Về kinh doanh truyền thống thì anh chị em sẽ thấy cái sự so sánh giữa khác biệt giữa kinh doanh truyền thống nè, rồi rồi kinh doanh qua mạng, rồi kinh doanh về MLCI. Trên đi vào phân tích về kinh doanh truyền thống là không, kinh doanh truyền thống thì không có giáo dục về kinh doanh về và đầu tư. Nhưng đối với về kinh doanh theo mạng á thì có đào tạo kinh doanh và có đào tạo đầu tư. Về chúng ta phải so sánh là MLCI thì kinh doanh dễ hiểu và có giáo dục đầu tư, thì có chúng ta sẽ có kiến thức mà để đào tạo cho chúng ta hiểu và trong cái lĩnh vực đầu tư. Còn về kinh doanh về truyền thống á, thì thu nhập từ làm việc hoặc là cho công ty. Truyền thống ví dụ như thứ nhất là chúng ta cũng có thể là mở một cái shop nào đó và chúng ta bán, hoặc là chúng ta phải đi làm công ăn lương để mà chờ được nhận được cái tiền 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 hàng tháng. Như thế thì thật sự ra không bao giờ mà có thể giúp cho chúng ta đổi được đời được. Về kinh doanh về heo mạng á, thì thu nhập từ công việc hệ thống và từ từ cá nhân bán hàng, thu nhập nó không có giới hạn theo tầng. Không có thu nhập thụ động. Về kinh doanh về MLCI thì chúng ta có là thu nhập từ hệ thống nè, trong tất cả các tầng mà tài sản của công ty hoặc đầu tư cá nhân. Về kinh doanh truyền thống thì anh chị em sẽ thấy là đòi hỏi là phải mua sản phẩm. Ví dụ như chúng ta mua có một cái shop bán, chúng ta cũng phải đầu vô đầu ra, chúng ta cũng phải nhập đồ vô và đầu ra để mà mua bán và lo những cái vấn đề đó vất vả mình em đã từng trải qua nên em biết được. Về truyền thống mà mỗi lần nghĩ đến mà ám ảnh, rất là ám ảnh về 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 mà buôn bán, rất là ám ảnh. Đối với mà và kinh doanh theo mạng thì chúng ta cũng phải cần phải mua cái sản phẩm để chúng ta giới thiệu và bán trên mạng, đúng không ạ? Nhưng mà về MLCI thì chúng ta không cần mua bán bất cứ cái gì mà liên tục hết. Tài sản mua một một lần thôi thì nó đã mang lợi nhuận và thù lao trên khi đầu tư và được đầu thu được thu hút, có nghĩa có cái tài sản mà chúng ta ví dụ như chúng ta đầu tư vào cái đó, chúng ta vừa vừa chia sẻ cơ hội mà chúng ta được được gọi là cái tài sản của chúng ta nó sẽ tăng dần, nó gọi là gãi kép, nó sẽ tăng dần lên. Về kinh doanh về truyền thống thì chúng ta biết là không có danh hiệu rồi, thì buôn bán chỉ là buôn bán thôi hoặc là đi làm công ăn lương thôi, không có danh hiệu, nhưng có cái sự cạnh tranh tranh đua về buôn bán. Buôn bán mình á, đi buôn bán hoặc là ngay cả mình đi làm cũng vậy đó, trong cái sự làm mình cũng được, mình cũng bị rất là nhiều cái gọi là ganh ghét, như là ma cũ ăn hiếp ma mới. Nó là một cái gọi là nhức nhối. Mình thật sự không có muốn về cái kinh doanh truyền thống, nhưng mà bắt buộc là chúng ta không tìm được cơ hội nào hết, chúng ta phải bắt buộc phải làm về kinh doanh truyền thống. Về cái sự khác nhau mà kinh doanh heo mạng á, thì bạn cũng không cần đạt gì đến cái danh hiệu, bạn cũng không cần, bạn phải cần đạt cái danh hiệu để được nhận thanh toán. Đối với MLCI thì không bao giờ tục danh hiệu, giống như Gen hiện tại là phó chủ tịch của tập đoàn New, thì Gen cứ giữ cái đó, ngoại trừ là Gen phải phấn đấu lên là lên thôi chứ không bao giờ nó tục. Đó là vấn đề tuyệt vời mà của cái tính nhân văn của bên MLCI. Về kinh doanh truyền thống thì chủ sở hữu công ty nè, và bạn là chủ sở hữu công ty nè, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái ví dụ như chúng ta có shop đó, chúng ta hoặc là mua bán hay cho kinh doanh cái gì đó thì chúng ta phải chịu trách nhiệm rất là lớn, rất là nhức đầu. Nhưng đối với kinh doanh theo mạng á, thì bạn không cần sở hữu công ty nào cả, mà chỉ cần bán sản phẩm được mua và bán thôi. Còn với MLCI thì đồng sở hữu các công ty và có thu nhập thụ động. Thì như chúng ta có là như tập đoàn New là có như 22 dự án, thì chúng ta đồng sở hữu với 22 dự án và chúng ta cũng có từ thu nhập thụ động liên tục tăng, đúng không ạ? Về kinh doanh truyền thống thì sản phẩm hoặc dịch vụ được mua đi bán lại mãi, và kinh doanh theo mạng á, thì chúng ta thấy là không cần mua hoặc là bán sản phẩm mãi,
Về MLCI thì sản phẩm sử dụng không chỉ một lần, các tài sản mang lại sản phẩm. Đối với kinh doanh truyền thống thì chúng ta thấy là có sự tranh đua sẽ đẩy bạn ra ngoài nếu như bạn không có khả năng động. Đối với sản phẩm về kinh doanh theo mạng thì hệ thống của bạn thì cần tự động nâng lên và cao hơn nhiều nếu như bạn năng động. Còn với về MLCI thì không có một áp lực nhé. Chúng ta có thể là ví dụ như anh chị em bây giờ trong thời gian mà đang tìm tìm cơ hội thì anh chị em vẫn có thể đi làm công việc truyền thống mà vừa kết hợp trong việc truyền thống, mà chúng ta có thể là ngoài giờ làm việc chúng ta cũng có thể lên làm bất cứ đâu. Đây, chúng ta đang đi du lịch đâu, chúng ta cũng có thể dùng cái máy laptop hay là chúng ta có thể làm việc ở trên MySwipe mà kiếm tiền phụ động. Đây là cái cơ hội rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Anh chị em có thấy cái sự tuyệt vời mà sự khác biệt giữa giữa ba cái mà trên phân tích không ạ? Nên cơ hội rất là lớn để cho chúng ta có thể xin bộ phận kỹ thuật cho trên cái like cho Jen ạ. Để trong một cái tham gia, khi chúng ta tham gia vào tập đoàn thì cái phần mà kế hoạch thù lao thì cũng rất là quan trọng, bởi vì chúng ta cần phải tiền thu nhập, phải có tiền thu nhập thụ động để chúng ta có thể phát triển và có thể tạo được cái nguồn thu nhập bền vững, đúng không mà? Thì qua cái này chúng ta sẽ đi vào phân tích thêm để cho anh chị em thấy là về kế hoạch thù lao của tập đoàn New ạ. Thì về cơ hội nghề nghiệp để mà chúng ta có thể bắt đầu vào MLCI về tập đoàn New thì chúng ta chỉ có thể nói là trở thành đối tác trước. Và đối tác thì chúng ta chỉ cần bắt đầu dưới là khoảng đầu tư là khoảng từ 30 unit, là có nghĩa là 30 đô la đến 200 unit, là 200 đô la là chúng ta có thể là cánh cửa để mở khóa để cho chúng ta có thể kiếm được tiền thu nhập thụ động tuyệt vời. Và nó sẽ có từng cấp bậc lên, là có chúng ta hiện tại là có từ cái đối tác nó lên đến là 8 cấp bậc, là lên tới là chủ tịch, lên trước chủ tịch. Thì như cấp bậc về đại lý là agent thì chúng ta chỉ cần bắt đầu dưới số vốn nhỏ là 50 đô la đến 300 đô la là chúng ta có thể phát triển và chúng ta có thể trở thành đại lý, cấp bậc đại lý rồi. Và consultant là tư vấn viên thì dưới cái vốn đầu tư là chúng ta đầu tư từ 300 đô đến 1.000 đô, và lên đó là cấp bậc manager, quản lý, rồi leader manager, và chúng ta lên cấp bậc là đến tết cấp bậc là chủ tịch president thì bắt đầu là cái vốn là chúng ta phải bỏ ra đầu tư vào ít nhất là 100.000 đô đến 1 triệu đô. Chúng con để đi sâu vào phân tích về để từ cái cấp bậc mà chúng ta trở thành là khi chúng ta bỏ ra tiền vào đầu tư chỉ cần cái số vốn nhỏ thôi, chúng ta chỉ cần để mà được lên cái chức mà gọi là đại lý thì chúng ta đã trở thành đại lý rồi. Thì mỗi người đầu tư khoảng 200 đô la thì bạn có tuyệt vời không ạ? Rất là dễ để mà chúng ta có thể mời được hai người thôi để chúng ta được lên chức agent. Xin bộ phận kỹ thuật đổi qua cho Jen ạ. Xin cảm ơn ạ. Từ cái cấp bậc mà agent là đại lý để cho chúng ta được lên chức consultant, đó nghĩa là tư vấn viên, thì chúng ta chỉ cần đầu tư vào ít nhất là 500 unit, là 500 đô la để chúng ta trở thành chức tư vấn viên. 500 đô la thì chúng ta chỉ cần 10 gọi 4 người vào trong hệ thống, và mỗi cái agent này là chỉ cần 4 agent thôi trực tiếp, và 2 cái agent trực tiếp, và chúng ta chỉ cần có 2 agent gián tiếp.
ở tầng 3 và tầng 4 sâu hơn thì chúng ta có thể được lên chức consultant rất là dễ, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta có sự quyết tâm chúng ta sẽ làm được, bởi vì Jen làm được thì anh chị em sẽ làm được. Chỉ có 4 agent thì thời gian chúng ta cũng cũng có lên chức rất là nhanh ạ. Về kế hoạch về trả thưởng thì anh chị em sẽ thấy đây, trả thưởng thì đối với chúng ta chỉ cần là đối tác thôi, dưới số vốn nhỏ thôi thì chúng ta sẽ được mời bạn vào thì chúng ta có thể nhận được là tầng 1 là 8%. Tuyệt vời, em anh chị em có thấy sự tuyệt vời không? Chỉ cần là mời một người trở thành đối tác thì chúng ta đã được nhận tầng 1 là được 8% và tầng 2 là 5%, tầng 3 là chúng ta được 3%. Thì đối tác thì tổng cộng là chúng ta được ăn được hưởng được cái phần bonus là 3 tầng ạ. Để đến với đại lý, chức đại lý thì anh chị em sẽ thấy là chúng ta tổng cộng là được hưởng được là 4 tầng. Thì tầng 1 chúng ta được 8%, tầng 2 chúng ta 7%, tầng 3 4% và tầng 4 chúng ta nhận được 3%. Đây là một cái điều tuyệt vời. Tổng cộng là chúng ta 15 15 với 7 là 22% mà chúng ta tổng khi mà trở thành chức đại lý. Và tư vấn viên tương tự như thế, tư vấn viên thì chúng ta sẽ được hơn là sau cái tầng thứ 6 là chúng ta được hưởng từ 2% đến 3,5%. 8% là tầng 1, tầng 2 là 7%, tầng 3 5% và tầng 4 4%, tầng 5 được 3% và đặc biệt tầng sau từ tầng thứ 6 trở xuống thì chúng ta được hưởng 2% đến 3,5%. Và tiếp tục đó là anh chị em sẽ thấy là chức manager, leader manager, top manager. Anh chị em có thấy cái góc cuối cùng là chủ tịch, chức chủ tịch. Chức chủ tịch này anh chị em mà cố gắng được lên cái chức chủ tịch này á thì chúng ta sẽ hưởng rất là nhiều quyền lợi. Thứ nhất là tầng 1 chúng ta được 8%, tầng 2 chúng ta được 7%, tầng 3 5%, nó cũng giống nhau thôi, nhưng đặc biệt là cái từ 6 trở xuống á thì chúng ta được 9,1% đến 10%. Đây là một cái con số rất là lớn để mà chúng ta thực hiện thu nhập thụ động rất là khổng lồ, để anh chị em có thể thấy để mà phấn đấu để mà chúng ta đạt được như nó. Không những cái sự nhân văn mà thật sự Jen thấy từ cái buổi ban đầu mà khi Jen tham gia vào tập đoàn New, không những là ông trả tiền thù lao, trả tiền thưởng cho chúng ta khi chúng ta mời 10 người vào, mà chúng ta còn được nhận được cổ phần của tập đoàn. Ví dụ như hiện tại chúng ta đã đang ở giai đoạn 2, đúng không ạ? Anh chị em nhìn cái bảng chúng ta nhìn vào để Jen hướng dẫn. Hiện tại chúng ta đã đang ở giai đoạn 2 thì chúng ta ngoài được hưởng tiền nữa mà chúng ta được hưởng được cổ phần thì 100%, đồng nghĩa là ví dụ như Jen nói là công ty thưởng, tập đoàn hưởng cho chúng ta là số cổ phần crew là 100%, đồng nghĩa là ví dụ như anh chị em mua cái gói ví dụ như anh chị em mời một cái người bạn nào đó đầu tư vào F1 là gói 1.000 đô la. Thì anh chị em sẽ được cái người F1 đó là sẽ nhận được là 8.300 crew, thì đồng nghĩa là anh chị em sẽ nhận được 8% cái hoa hồng này cộng với thêm 100% là 8.300, thì nhân cho số 10 là khoảng là chúng ta sẽ được là 10% thì chúng ta sẽ được là 830 crew, 8% là chúng ta được khoảng 600, 8 nhân là 8, 8% cũng nhận là 8% của cái phần crew mà tổng số crew mà cái F1 mà chúng ta mua 8.000, thì đồng nghĩa là 8% trích ra của cái số phần mà 8.300 crew thì chúng ta được 8%, đó là khoảng 600 mấy crew. Đấy là phần hưởng nhận được. Cái giá trị này nó sẽ tăng dần theo thời gian, thì nó là một con số khổng lồ. Cái tiền nó không có quan trọng, mà thật sự cái số lượng, cái số cổ phần mà ông tập đoàn cho chúng ta, tặng chúng ta, đây là một cái trên đấy, cái tính nhân văn mà trên rất là thích.
Và sắp sửa đây thì qua cái giai đoạn 3 thì cái phần mà chúng ta hưởng là 80% nó sẽ giảm đi. Thì anh chị em từ đây đến tháng 8, 1 tháng 8 là số cổ phần chúng ta sẽ giảm đi rất là nhiều. Nên chúng ta hãy tập trung vào trong thời gian sắp tới này. Sắp tới này là không còn cơ hội nữa rồi. Xin bộ phận kỹ thuật cho. Để làm cái gì cũng vậy, chúng ta phải có mục tiêu. Thứ nhất là có mục tiêu và có cái kế hoạch để mà chúng ta đạt được những cái gì mà chúng ta muốn. Có cái kế hoạch đề ra để cho chúng ta, cái mục tiêu của chúng ta là hôm tháng này chúng ta muốn trở thành chức là thì chúng ta phải có kế hoạch để thì đây là một cái kinh nghiệm mà của những người đi trước, như là ông Andre, một thiên tài tài chính, đã để cho chúng ta lại, để cho chúng ta được áp dụng vào cái công thức này thì chúng ta sẽ thành công. Thì đây là một cái bảng thì chúng ta cũng có ghi ra, ví dụ như ghi số điện thoại nè, ngày nè, đó, mình ghi họ tên của khách hàng và họ đang làm gì, và số điện thoại, email, để chúng ta ghi lại. Như hôm nay là anh chị em muốn muốn gặp khách hàng thì mình chỉ cần ra là ví dụ như 5 người đi, thì chúng ta ghi lại danh sách để mà chúng ta có thể là gọi điện thoại và lên kế hoạch để mà chúng ta để làm thuyết trình. Thì cái bảng này rất là hiệu quả và Sen cũng áp dụng vào nó, mà nhờ cái bảng này mà chúng ta có thể giữ được để rất là tuyệt vời. Và ngoài ra thì đây là hơn 20 phương pháp về tìm kiếm khách hàng rất là hữu hiệu để chúng ta có thể chọn ra những cái phương pháp nào tốt nhất để mà anh chị em có thể phát triển hệ thống và kiếm tiền thu nhập thụ động. Thứ nhất là chọn những người gần gũi xung quanh, đó là thị trường nóng xung quanh của anh chị em, thì đó là thị trường nóng. Cái thứ hai là bạn bè và những người bạn thân thiết, đó gọi là thị trường ấm. Thì cái thứ ba là có cái những cái lời đề nghị giới thiệu, giới thiệu giới thiệu với nhau thì cũng rất là nhanh, và trên cũng áp dụng vào trong cái brand, rất là thích vào cái phương pháp thứ ba này. Cũng nhờ cái phương pháp thứ ba này mà Gen cũng nhờ là người này nói người kia và giới thiệu nhau như vậy mà làm ra là cái hệ thống, trong cái hệ thống của Gen ở Úc này nó bùng nổ. Cái thứ tư là quảng cáo trên báo hoặc là trong mục hoặc tuyển dụng nè. Chúng ta có thể chọn phương pháp thứ năm, đó là quảng cáo trên các mục tìm việc. Thứ sáu là phát hành trên mạng, tôi đang cần người làm, hoặc là cần những người, là cũng như là chúng ta có thể ghi là cần người hợp tác để mà cùng nhau kinh doanh, cùng nhau phát triển hệ thống, cũng rất là ok. Phương pháp thứ bảy là thực hiện cuộc gọi điện thoại tới các mục quảng cáo trên báo và những loại thể loại khác nhau. Phương pháp thứ 8 là khảo sát tại nhà hàng xóm, mà chúng ta có thể chia sẻ cơ hội này đến xung quanh ở hàng xóm của chúng ta, cũng là cách là để chúng ta chia sẻ cơ hội, đúng không ạ? Và thứ 9 là khảo sát nơi công cộng và tình trạng giao thông. Thứ 10 là thông báo trên bản tin, hoặc là chúng ta có thể là quảng cáo trên các bảng quảng cáo trên thang máy thì cũng được. Hoặc là phương pháp thứ 12 là khảo sát tại các công ty. Khi chúng ta đi hoặc là chúng ta ví dụ như đi làm, chúng ta gặp những cái bạn đồng nghiệp, chúng ta cũng có thể chia sẻ cơ hội này, đúng không ạ? Phương pháp thứ 13 là quảng cáo trên đài hoặc báo hoặc internet. 14 là đi xem hoặc tham gia các hội triển lãm. Và phương pháp thứ 15 là đi xem và tham gia các hội thảo như mà phát triển bản thân và các công ty đầu tư về MLM, thì cũng có là một cái cơ hội mà để chúng ta có thể tìm được bạn mới, và chúng ta có thể nhờ đó mà chúng ta cũng có thể chia sẻ cơ hội, và cũng rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Cơ hội thứ 16 là tiếp thị trên internet hoặc là xã hội về YouTube hoặc là blog cá nhân. Nhiều về cái này trên cũng rất là thích. Tại vì hiện tại thì chúng ta có thể lợi dụng vào cái vấn đề là dùng Facebook. Facebook là một cái phương tiện rất là tuyệt vời, hữu hiệu nhất để mà chúng ta có thể gọi là chia sẻ cơ hội, đã không những là cho những bạn bè gần chúng ta, mà thật sự ra là chia sẻ ra
tất cả nhiều nước nữa, người ta có thể nhìn vào và người ta sẽ nhìn thấy được cái cơ hội này và điều tuyệt vời mà bây giờ như anh chị em có thể áp dụng vào cho anh chị em có thể làm live stream nè. Đấy, cái live stream nó rất là sức mạnh, rất là lớn, bởi vì mỗi lần mà chúng ta làm live stream đó sẽ là rất là nhiều người sẽ chú ý vào và cũng là một cái chìa khóa mà để chúng ta có thể tìm được thị trường nóng, thị trường lạnh, chúng ta sẽ tìm được những cái khách hàng mà chúng ta chưa gặp lần nào. Cũng rất là nhiều mà Gen cũng áp dụng vào nó, và mỗi lần mà Gen làm live stream thì Gen sẽ tìm rất là nhiều, nhất là nhiều người mà Gen chưa bao giờ gặp lần nào và họ thật sự muốn gia nhập và muốn muốn cùng Gen phát triển. Và cái tiếp theo là phương pháp thứ 19 là giao tiếp với các tổ chức khác nhau, là nơi có cơ sở dữ liệu và khách hàng lớn nè. Hoặc là cái phương pháp hơn cuối cùng là liên cơ hiệp nào giữa các doanh nhân, tổ chức, cộng đồng khác nhau. Đây cũng là một cái điều rất là tốt, bởi vì trong cái liên hiệp về doanh nhân thì sẽ có nhiều cơ hội và sẽ tìm được rất là nhiều nhà đầu tư lớn. Gen cũng may mắn là được đi vào trong cái giới doanh nhân và tìm hiểu, và cũng nhờ đó mà Gen chia sẻ ra, mà sức mạnh mà khi mà Gen chia sẻ ra họ, cái tư duy mở của họ là họ bỏ vào và đầu tư rất là khủng. Đây là, đó là anh chị em có thể chọn ra những phương pháp nào mà phù hợp với anh chị em. Trong cái hoàn cảnh của anh chị em thì anh chị em có thể sử dụng 20 phương pháp này, thì chắc chắn một điều anh chị em nếu mà tập trung vào thì anh chị em mục đích chơi anh chị em cần lên cấp bậc nào thì chắc chắn sẽ thành công. Về để mà đạt được mà trong ngành kinh doanh này á, trong ngành tham gia vào tập đoàn New thì chúng ta chỉ cần đòi hỏi là 5 cái thuyết trình mỗi ngày. Con số kỳ diệu không ạ? 5 thuyết trình mỗi ngày thì anh chị em có thể thực hiện được mục tiêu mà anh chị em cần muốn hướng tới. Nên chúng ta hãy cố gắng tập trung vào, và những cái phương pháp mà Gen đưa ra sẽ rất là hiệu quả để mà anh chị em có thể tập trung và cho tương lai của mình, để mà phát triển, không những mà tìm được thu nhập thụ động mà còn tìm được nhiều người bạn mới nữa, đúng không ạ? Riêng về không những là tập đoàn cho chúng ta được phần thưởng, mà chúng ta làm hệ thống nè, chúng ta được cổ phần crew, được phần thưởng. Ngoài cái việc đó ra thì tập đoàn thật sự rất là cho đi chúng ta rất là nhiều, thì được thưởng nhanh nữa. Được thưởng nhanh thì nếu mà bạn có muốn nhận phần thưởng nhanh này từ 300 unit đó là $300 đến 130.000 đô la về hệ thống, về hệ thống dương nhanh này, thì chỉ cần là chúng ta đạt được thưởng nhanh là chúng ta sẽ được nhận trở thành chức đại lý, thì chúng ta sẽ được 350 unit được thưởng nhanh ngay lập tức. Và tiếp theo đó là tư vấn viên thì chúng ta được thưởng nhanh 800 unit, đó là $800, và tiếp tục đó là manager, chúng ta được là $1,700. Leader manager thì chúng ta sẽ được $4,000, rất là nhiều đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Và tiếp tục đó là top manager thì chúng ta sẽ được thưởng nhanh là 8,000 unit, để mà chúng ta đạt được con số 15,000 tiền thưởng đô la thì chúng ta cần phải đạt lên chức là vice president, là chúng ta cần phải lên chức là phó chủ tịch. Và đồng nghĩa là khi mà chúng ta nhảy lên thêm một bậc thang cuối cùng là chủ tịch thì chúng ta sẽ được thưởng nhanh từ 20,000 unit đến 134,000 unit. Đây là con số rất là lớn cho anh chị em. Nếu anh chị em tập trung và phấn đấu lên thì Gen chắc chắn một điều là cơ hội này Gen làm được thì anh chị em sẽ làm được. Chương trình thưởng nhanh về Express Bonus thì thứ nhất là mục tiêu của chương trình này là giúp cho tất cả các đối tác tầng 1 được lên cấp, để cho như cho chúng ta thêm năng lượng nè, cho chúng ta được thêm có được tiền thu nhập để mà phát triển cho nhanh hơn. Thì thứ hai là chương trình này bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 2020, đối với tất cả các đối tác có thể tham gia nè, cả người mới hoặc là người cũ, thì chúng ta có thể đăng ký trước đó. Danh số cá nhân của được tính từ ngày chủ chương trình là cho đến ngày 31 tây tháng 12 2020, nên từ đây đến tháng 12 thì cũng còn thời gian để cho chúng ta phấn đấu đi lên ạ.
Đối với đối tác đã đăng ký trước đó để lên cấp, thời gian hoàn thành hoàn tất tất cả những cái điều kiện được tính từ ngày đầu tiên của chương trình, từ ngày 30 tháng 3 đến 2020 đến ngày 31 tây tháng 12 2020. Đối với mà đối tác mới thì việc lên cấp nè, thời gian hoàn thành điều kiện được tính từ ngày đăng ký vào công ty, thời gian được của chương trình đến hết hạn là 31 tháng 12 2020 ạ. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bảng này là để trở thành để mà nhận được cái phần thưởng nhanh 350 đô la. Anh chị em có thấy đây là cái bảng thì chúng ta chỉ cần doanh số cá nhân chúng ta đầu tư vào là 200 đô la. Và chúng ta chỉ cần 10 vào 5 đối tác ạ. 5 đối tác thì mỗi cái đối tác là mỗi người bạn mà chúng ta mời vào, mỗi khách hàng chúng ta mời vào thì mỗi người này đầu tư ít nhất là 200 đô la, thì ngay lập tức chúng ta sẽ được thưởng nhanh 350 đô la, là và cộng theo đó là 8% của phần phần hoa hồng cộng dưới cái số phần cà rô của chúng ta được có nữa. Đó, tuyệt vời không nào anh chị em? Nếu mà thấy đây là một cái sự tuyệt vời và cơ hội, xin cho Gen dấu cộng để Gen biết là anh chị em đang theo dõi, Gen chia sẻ cơ hội tuyệt vời nha. Xin cảm ơn anh chị em, xin cảm ơn rất là nhiều. Về để lên chức mà tư vấn viên thì chúng ta, việc chúng ta cần làm là doanh số chúng ta chỉ cần đầu tư vào là 500 đô la, 500 unit, để mà cái tầng 1 mà chúng ta đạt được là ít nhất là chúng ta có ít nhất là 5 agent, là 5 đại lý, và thời hạn để mà hoàn tất cái điều kiện này là 64 ngày, và tiền thưởng chúng ta sẽ nhận được là 800 đô la cộng với phần 8% cái phần bonus thì chúng ta có, cộng với cái số phần crew mà chúng ta được hưởng nữa. Cũng không có khó để cho chúng ta có thể tập trung vào, chúng ta sẽ có đạt được thôi. Chứ đây là một cái cơ hội, hoặc là ông muốn cho chúng ta đi được rất là nhiều, nên anh chị em hãy tận dụng vào trong cái cuộc sống. Ai cũng có giấc mơ hết á, ai cũng mơ để được đổi đời, bởi mình khổ lắm mà, đúng không ạ? Và Gen cũng vậy, Gen cũng khổ lắm, Gen sống Gen cũng khổ lắm, và Gen cũng mơ. Nhưng mà bây giờ mình mơ, mình ngồi đó mình mơ mà mình không hành động á, thì giấc mơ nó cũng chỉ là giấc mơ thôi, đúng không anh chị em ạ? Chỉ có chữ hành động và quyết tâm thì những cái giấc mơ sẽ biến những cái giấc mơ đó thành hiện thực hóa. Chúng ta không thể làm những gì bình thường của những người bình thường làm. Sáng đi làm, chiều về, mua bán, thì chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ vẫn còn khổ, vẫn còn phải cơm áo gạo tiền, không bứt phá là được. Và Gen cũng là từng trải qua những cái đó, và Gen hiểu, thấu hiểu được. Và Gen sợ lắm, Gen ám ảnh mà mỗi lần mà nghe tới Gen ám ảnh. Mà tại lý do tại sao mà Gen bắt tay vào và thật sự là quyết tâm để mà đi theo tập đoàn New, bởi vì chính vì Gen đã nhìn thấy ra được cơ hội, và chính vì Gen biết được cái tương lai và cái giấc mơ mà Gen đang muốn nó sắp sửa thành hiện thực. Đó là lý do mà tại sao hôm nay Gen ngồi hôm nay lại với các anh chị em, để anh chị em hãy tập trung vào. Đúng vậy, không có cái sự thành công nào mà không có chịu trả giá hết á. Anh chị em muốn bỏ hết công sức vào thì kết quả của anh chị em hôm nay, chúng anh chị em bỏ công sức vào thì chắc chắn là kết quả, những cái gì công sức của chúng ta bỏ vào là thành quả của ngày hôm sau. Thì mình không thể ngồi đó mà ngồi đó mà ngóng mà trông, ước gì chúng ta chúng được lấy số, hay gì ước thì hãy hành động để đạt được trong những cái cuộc đời mà hằng hơ ước. Trong 3 tháng tới chúng ta phải có mục tiêu, chúng ta cần ước mơ được có nhà lầu, ha, xe hơi, hoặc là có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tất cả đều bắt đầu trong chữ tiền, đúng không ạ? Thì cơ hội vẫn là cơ hội, và nắm hay thả đó là anh chị có bỏ công sức ra không. Thì những gì anh chị bỏ nó sẽ mỉm cười, chắc chắn là
trong tương lai không xa, anh chị em sẽ mỉm cười. Hãy tập trung vào, và Sen cũng mong muốn là anh chị em phải hiểu đây là một câu hỏi rất là lớn, bởi vì Sen thật sự là hôm nay Sen rất là bận rộn. Sen không thể ngờ được là những cái nhà đầu tư trong những cái giai đoạn 1 đến bây giờ họ vẫn là hào hứng, và nhất là ở bên Úc này, và họ đã có sở hữu số cổ phần CRU rất là lớn, mấy chục triệu, nhưng Sen không thể ngờ được là họ mới vừa nạp tiền vào mà họ bỏ vào 40.000 đô la, và họ muốn mua được, họ trông đợi để họ mua được cái cổ phần CRU trong cái thứ sáu ngày vàng là bắt đầu ngày mai à. Và nước là nước Úc của chúng ta bây giờ là thật sự ra là Sen không thể ngờ là những người Úc bên này người ta rất là hạnh phúc, và người ta rất là vui sung sướng, mà không những người ta là một nhà đầu tư mà người ta với tư cách là người ta chia sẻ, một nhà đầu tư mà lại người ta muốn chia sẻ cơ hội này, thì anh chị em thấy đây là những cái nước tư bản anh chị em à. Còn mình á được cái tư duy mình phải mở ra, và mình phải cố gắng để mà mình đạt được nó, bởi vì người Úc người ta không phải dễ mà để mà họ chia sẻ một cơ hội nào đâu, tại vì họ rất là Sen hiểu được cái cuộc sống của người Úc ở bên này, nên Sen biết được, mà khi mà rất là ngạc nhiên, tại vì Sen nhìn vào mà Sen thấy rất là ngạc nhiên, người Úc người ta lại chụp cơ hội và họ chia sẻ rất là, họ làm thuyết trình, anh chị em có biết không, họ làm thuyết trình từ sáng đến chiều, mà là nhiều lúc mà Sen thấy mà Sen còn thấy bỡ ngỡ, không thể ngờ là cái cơ hội này thật sự người ta biết đây là cơ hội rất lớn, và trong thời gian mà anh chị em bây giờ tập trung trong vòng 3 tháng này nữa thôi, thì những gì mà kết quả anh chị em sẽ thấy sự bất ngờ rất là lớn trong cái thời gian sắp tới, bởi vì chúng ta gần sắp đi đến đích rồi, đúng không ạ? Nên kiếm được thu nhập thụ động, vừa có thể thay đổi được cái tư duy của chúng ta và chuẩn bị sẵn sàng cho một cái sự thay đổi lớn trong cuộc đời của chúng ta, đúng không ạ? Mà vừa giúp được cho rất là nhiều người nghèo có thể thay đổi cuộc sống, thì sau này người ta sẽ quay lại ta cảm ơn chúng ta, đúng không? Nên anh chị em hãy tập trung vào, và Jen rất là cảm ơn anh chị em hôm nay đã ngồi lại để mà nghe Jen đọc buổi đào tạo. Để tiếp tục cho chương trình đào tạo này, thì Jen xin giới thiệu đến một người em rất là tuyệt vời. Em ấy là một người có một kiến thức rất là sâu rộng về công nghệ blockchain, và em ấy hiện tại đang chia sẻ dự án. Không những là khi mà con người ta có một cái kiến thức rộng thì chắc chắn một điều là người ta am hiểu về dự án, và người ta biết đây là một cơ hội rất là lớn, và cũng là em ấy đã đem đến cho nhiều người biết hiểu được giá trị của tập đoàn New, hiểu được cái giá trị thật sự của tập đoàn New, cũng vì đấy mà cũng cảm ơn em ấy đã cho mở ra một cái kiến thức rất là lớn cho Sen, không những cho Sen mà cho cộng đồng. Sen rất là quý em ấy, đó là em Đức à. Xin mời em Đức Steven đến chia sẻ và đào tạo cho anh chị em hiểu về công nghệ blockchain được không ạ? Anh chị em cho thật nhiều dấu cộng vào để chào đón em Đức Steven ạ. Xin cảm ơn anh chị em. Em Đức đâu ạ? Mời em Đức. Cảm ơn chị Jen. Em sẽ thiết lập máy trong vòng 5 phút. Mọi người nghỉ giải lao trong vòng 5 phút rồi em sẽ trở lại nha. Cảm ơn chị Jen rất nhiều. Mọi người chờ em một chút để em chuyển cái màn hình vào sàn với cả em chuyển đến mọi người, rồi em sẽ bắt đầu buổi trao đổi ngày hôm nay nhé. Anh chị em có những cái câu hỏi nào hoặc là về cái chương trình đào tạo của Jen á, mà có những câu hỏi nào còn thắc mắc á, anh chị em có thể trở về hoặc là inbox cho Jen để Jen có thể giải thích thêm, để cho anh chị em hiểu cái giá trị mà chúng ta đang có và cơ hội chúng ta đang có, để chúng ta có thể bắt tay vào và cùng Jen và tất cả mọi người có thể là vừa kiếm tiền thụ động mà vừa có thể là
chia sẻ cơ hội và để chúng ta có thật là nhiều crew. Hãy chụp lấy crew, trên đã nói rồi, có crew thì chúng ta sẽ có tất cả, chúng ta sẽ có UNTP và chúng ta có lãi kép nữa. Chúng ta có lãi kép, đó là sức mạnh của lãi kép là kỳ quan của thế giới. Và chúng ta biết là cái đồng UNTP mà em Đức đã phân tích kỳ trước có thấy sự tuyệt vời không ạ? Để thấy như chúng ta thấy là cái giá trị của đồng crew của chúng ta nó sẽ rất là bền vững. Mà vừa qua thì Gen cũng đã nghe mới nghe tin tức là cái giá vàng nó đã lên quá chừng lên. Anh chị em có thấy từ 5 triệu 1 bây giờ nó đã là 5 triệu 4 rồi. Anh chị em thấy là cái số lượng mà cái ba mỏ mình đây đã vào 5 mỏ vàng thì anh chị em có thấy giá trị của tập đoàn nó sẽ tăng lên khủng khiếp đúng không ạ? Bây giờ thì anh chị em chưa thấy gì đâu, nhưng anh chị em sẽ thấy trong thời gian sắp tới. Tập đoàn của chúng ta là tập đoàn làm ăn đâu ra đó, và thật nên chúng ta rất là an tâm khi mà chúng ta chia sẻ cơ hội này. Đừng bỏ qua và hãy tạo được cái nguồn thu nhập trong thời gian mà cái thời Covid này, mà vậy vừa giúp cho những cái người nghèo có được cơ hội này. Và Gen cũng quên là chúng ta có 10 đô nạp vào 10 đô vào PIB thì chúng ta được 300 crew thì nó sắp hết hạn rồi. Anh chị em ráng cố gắng tranh thủ để giúp cho càng nhiều người nghèo có được cơ hội này. Trong lúc chờ đợi em Đức Steven, anh chị em thông cảm để cho em ấy chuẩn bị để mà chia sẻ cái cơ hội này, không những cho anh chị em hiểu sâu về kiến thức về blockchain mà để cho cả cộng đồng hiểu để mà nắm bắt cơ hội kịp thời. Văn Trường có đẩy cánh tay lên. Văn Trường, để sau buổi chia sẻ này của Đức xong á, anh chị em có câu hỏi gì á, có thể là một chút nữa thì Gen sẽ mở mic lên để cho anh chị em có hỏi trực tiếp Gen. Trong thời gian mà chờ Đức nha, để Gen cho chia sẻ kinh nghiệm để cho anh chị em hiểu thêm. Thì khi mà Gen biết được cái cơ hội này 2019, Gen nắm bắt và Gen rất là hào hứng. Sau đó thì Gen suy nghĩ và Gen nói làm sao để mà Gen có thể chia sẻ ra thật là nhiều người biết đến cơ hội này, và làm sao mà Gen có thể làm nhanh nhất trong thời gian có thể để đạt đến mục tiêu mà Gen muốn. Thì đây là một cái bí quyết nhỏ nhỏ để anh chị em có thể kinh nghiệm của Gen. Thì anh chị em có thể tìm những cái người mà đã và đang làm hệ thống, những cái lãnh đạo đã làm hệ thống, và anh chị em tìm cách hút họ vào. Khi mà anh chị em chỉ cần hút những người làm hệ thống vào thì chắc chắn một điều, những cái người đó sẽ làm việc cho chúng ta, mà làm việc là tự động cái máy nó sẽ phát triển. Thì Gen cũng là thật sự may mắn là Gen khi mà tập trung vào thì Gen không cần số lượng nha anh chị em, Gen chỉ cần chất lượng thôi. Thì Gen chỉ cần tập trung vào vài người, những người thật sự là tiềm năng thì Gen tập trung vào, thì trong thời gian không có lâu thì tất cả là người Việt sinh sống ở nước Úc đều thật sự ra là tham gia cơ hội crew, và Gen là người đầu tiên may mắn đã đem đến cơ hội này cho toàn nước Úc. Thì đó là một cái vinh dự cho Gen, và một cái gọi là đúng, anh chị em sẽ hỏi Gen là làm sao mà hút họ vào được, là một mình là phải dùng cái kiến thức và dùng cái gọi là thứ nhất là mình phải cho người ta biết cái mấu chốt đúng không, cái mấu chốt và những cái điều căn bản để cho người ta có thể thấy đây là một cơ hội lớn. Thì chúng ta cũng có thể biết là Gen đã làm một cái live stream về tính pháp lý nè, đúng không ạ? Về tính pháp lý để người ta biết là cái này không phải là một cái dự án scam, không phải là một cái dự án lừa đảo ở đây, đây là một dự án thật, để chúng ta thấy được cái tính pháp lý. Bởi vì anh chị em có hiểu được vấn đề là khi Gen mà bắt tay vào đầu tư gì ở trên phải hiểu được muốn tìm hiểu về cái tính pháp lý trước, để coi là coi tập đoàn này có đúng chuẩn hay không. Thì khi mà Gen tìm hiểu thì Gen rất là bất ngờ, tại vì
Thứ nhất là Gen tìm hiểu coi cái cộng đồng nó lớn như thế nào, và tôi muốn biết là những cái cộng đồng tư bản có đầu tư hay không, hay là chỉ có người Việt Nam mình đầu tư thôi. Thì Gen không ai ngờ được là nước Úc họ đầu tư, mà người Úc nha anh chị em, đầu tư rất là khủng. Thì Gen cũng không thể ngờ được. Thì Gen lúc đó Gen mới tìm qua thị trường Mỹ, thì Gen biết được tại vì trong cái cuộc đời kinh doanh và đầu tư của Gen, để mà công ty tập đoàn mà vào trong cái đất nước của Mỹ thì không dễ dàng anh chị em. Có những cái công ty rất là nổi tiếng, rất là gọi là thành công, nhưng mà vô nước Mỹ không vô được, nó là khó mà để mà vô được nước Mỹ lắm anh chị em à. Nhưng khi mà Gen không thể ngờ được là cái đồng crypto của chúng ta nó đang ở trong, nó đang vả đã và đang được phép người dân Mỹ và người dân Úc được quyền mua cái cổ phần của crypto. Đó là lý do mà lại gì, cái thứ hai là cái về tính về toán kiểm toán hay là về về thuế á, là người Mỹ người Úc rất là sợ về sở thuế. Nếu những cái tập đoàn như là tập đoàn Neil mà của chúng ta mà làm ăn không có đàng hoàng á, hoặc là trốn thuế là không thể nào mà mở băng ở nước Úc để cho người dân Úc mua được, tại vì phải có cái sự minh bạch, còn không á, là sẽ bị tập đoàn Neil mà nếu mà làm ăn bà bậy á, là chắc chắn một điều là sẽ bị tịch thu hết tài sản. Anh Đúc anh chị em, xin cảm ơn anh chị em đã lắng nghe trên ạ.